Em xin chào các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Đây là Bình Ô Tô Cũ Hà Nội. Thì hiện tại thì đang giờ làng là 3 rưỡi chiều ngày mùng 1 tháng 7. Thì em đang uống cà phê. Thì em có người quen giới thiệu là có một bà chị bà bán cái chiếc xe i10 chạy có 5.000 cây. Thì hôm nay em xin phép là không giới thiệu nhiều, bởi vì hiện tại em đang ở ở chỗ mua xe ấy. Thì chỉ biết nói với mọi người là như thế này này. Con xe này nó chạy 5.000 cây, 5.500 cây. Thì nó tại sao nó lại chạy 5.500 cây thì tí nữa em vào bên trong giới thiệu cho mọi người. Thì hiện tại đây là em đang ở cái khu đô thị, khu đô thị này là ở Nam Từ Liêm, khu đô thị The Modern gì đấy mọi người ạ. Tên cá nhân biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Xe đăng ký lần đầu là tháng 3 năm 2019. Chiếc xe này sản xuất năm 2019 nha mọi người nha. Màu nâu cà phê. Màu nâu cà phê. Thì ngày mai em sẽ cho đi dọn rửa qua. Còn đâu thì bây giờ giới thiệu cho mọi người này. Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2019 này, màu nâu cà phê, chạy 5.500 cây số. Tên cá nhân biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Thì em đang ang áng giá, thì chiếc xe này các bác mua so với mua xe mới thì chúng ta đỡ được khoảng đâu đó 6 đến 70 triệu. Thì tại sao chúng ta lại không chọn chiếc xe này? Bởi vì nó quá mới, chạy 5.000 cây, anten còn chưa lắp mọi người ạ. Thì bây giờ em xin phép là đi vào chi tiết chính để giới thiệu cho mọi người nhá. Về nước sơn thì thôi, em xin phép bỏ qua đi. Ngày mai nếu mà em chưa bán được thì em sẽ quay chi tiết sau. Sơn zin 100% luôn. Các bác xem cho em xe này nó mới này. Đây này, đợi em xíu mọi người nhá. Em mở cái cửa ra cái, cho mọi người được hiểu được hơn là cái xe này nó mới ở cái điểm gì. Đây, ghế này, ghế nguyên bản này. Vào đến xe thôi đã ngửi thấy mùi mới rồi. Mọi người xem em ni lông này. Nó cả ni lông đây nữa này. 5.500 cây. Chạy em nghĩ là còn chưa hết đốt ra đâu. Ở chân nỉ này, mọi người xem đây. Mới tinh, mới tinh. Đây, các bác xem nhá. Thứ nhất là chìa khóa này. Hai chìa đầy đủ. Đó, đây. Sách hướng dẫn này. Đây. Anten còn chưa bóc ra để lắp lên. Giấy tờ thì em đang làm thủ tục. Em quay luôn cho các bác xem. Đây, xe đây mọi người nhá. Thẻ nhắc nhở bảo dưỡng này. Số km này. 5.244 km đầu tiên đây này. Bây giờ chiếc xe này đang có 5.538 km thôi. Đó, mới chỉ có một lần bảo dưỡng trong hãng thôi. Chống trơn trượt này. Đây các bác xem ni lông này. Ni lông đây chưa bóc này. Đây các bác, để em xíu em mở cánh cửa cho sáng. Đây các bác xem ni lông này. Đó, ni lông đây nữa này. Ô, rất lạ lẫm luôn. Em đang ngồi uống cà phê thì anh bạn giới thiệu có bà chị bán. Em bảo là ok, xe đẹp, em bố gấu một chút. Về bán lãi chút thôi là bán cho quý vị khách hàng. Những chiếc xe đẹp như này thì bán nó sướng tay. Lãi chút thôi là bán. Mọi thứ này mọi người xem cho em nhá. Đó, các bác đợi em xíu này. Củ số này, mới tinh. 5.500 cây, ni lông này. Các bác xem cho em cái vô lăng này. Đây vô lăng này. Đây này, ni lông này, chưa bóc đây mọi người. Đây này, đó, nút bấm này. Đây là cái vết nước mồ hôi tay. Còn đây các bác xem cho em này, vô lăng này, còn nguyên độ sần. Đó, đây không khác gì là một chiếc xe mới rồi. Không khác một chiếc xe mới mọi người nhé. Sơn zin 100%, 4 lốp theo xe vẫn còn. Máy chỉ có qua một cái lớp bụi thôi. Đây, còn một lớp bụi nhỏ hơn ni lông này. Vạch sơn này. Ôi, rất lạ lắm. 2019, màu nâu cà phê, chạy 5.500 cây mọi người nhá. Xe em vẫn đang ở nhà chủ.
Bác nào quan tâm cái xe này thì alo cho em số điện thoại em để phần mô tả. Theo như với xe mới thì chúng ta nôm na cái xe này đỡ cũng được khoảng 5 đến 60. Thì tại sao chúng ta không cân đối, đúng không mọi người? Các bác liên hệ cho em ngay số điện thoại em để phần mô tả. Em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Em chào các bác.